bữa nay sinh nhật ai? Mê Mê à? Con cảm ơn chưa? Mẹ Tư. Mẹ Năm. Bây giờ đứng thẳng lên, đứng thẳng chính. Mẹ Chín. Ba Năm. Ba Chín. Ba Tám. Ủa còn mẹ Sáu nữa chứ, quên. Bà ngoại nói chi ở nhà tụi nó mẹ. Bà ngoại. Mày đứng thẳng lên. Làm sinh nhật cho con. Con cảm ơn cả nhà nhiều. Ai lớp vô bật bật đi. Ai lớp vô bật bật. Ờ. Chuẩn bị làm sinh nhật cho mấy cả nhà ơi. Đó. Này dựng chín 39 nha. 39 nằm gắn bông bóng nha. Mẹ quá cậu với con bắt là con chừng bảy nắm đây lại. Con. Mẹ phải thở luôn bao nhiêu thở. Con thở tới chừng nào con cọt ơi. Con cọt đi. Đó, thấy cậu Tám không? Cậu Tám bơm khí thế luôn. Cái này là bơm mà bánh xe đó. Đâu mà có đồ bơm bánh xe bơm tiện dữ rồi ta. Này mà để dành xe rồi bán bắt ngày cho con. Vậy hả? Ừ. Có cái đồ này là bơm bơm sướng luôn á. Hả? Tôi đợi xe đá cho bơm còn lâu lên được một nắm cải. Xe đá hả? Trời ơi, cái này xe đá bơm được luôn. Là giờ bơm bông bóng luôn. Không phải cái nhỏ vô trong hơi đâu. Hơi sẵn cho bà bán mà chơi lạnh nó khẩu tay cái mà téo như là tay mình cho nó đẹp. Đấy, cái bọt này. Thầy ngại nữa thằng lao lắm. Thầy thấy mười mấy cái đánh dỗ, mười bảy đánh dỗ. Chắc là mai ăn cơm nữa chi gì thế cho đẹp đẹp xíu chị về chị đúng không hả? Ừ, chị về chị con đâu. Này. Vậy Năm chuẩn bị từ sáng giờ nha. Mẹ Năm nha, mẹ Năm nha. Con nuôi của mấy gì luôn rồi đó. Mai con nuôi cả nhà luôn. Rồi con nuôi của cả nhà luôn. Chả này hả? Đây là má chứ nhà làm nha. Chả này là nhà hàng chả nhà hàng Huế làm cả nhà. Chợ Huế đặc sản Huế á. Chả bò. Này mấy gì mấy mẹ của mi giờ được mấy người mẹ à? Nó được chồng mẹ. 10 người mẹ. Ai cũng mẹ của mi hết luôn rồi làm sinh nhật cho mi cả nhà ơi. Cắt mẹ xong rồi cắt thành bốn ra. Ngày mai là nữ dữ hả? Dày quá chính ơi. Dày quá hả? Cắt mỏng năm hai đi. Cục, đúng rồi. Hơn, ăn cục trùng. Ừ, vậy quá. Ừ, đúng rồi, cắt ra thêm đúng hai nữa. Thì đúng rồi. Hả? Cắt nửa này cắt ra. Nửa. Gì mỏng vậy? Ai mà ăn mỏng lét vậy? Đúng rồi, cái này là cắt làm hai nè, cắt làm hai á. Ừ, vậy được chứ mỏng quá nó không ngon. Ừ, cắt vậy đó. Ăn đi, ăn thử ngon. Dạ khối nha. Với tay lên đi bọt luôn. Chị mình nấu nó cái loại lẩu lá giang là ngon nhất nách luôn. Ăn với bún rất là tiện, với cơm nào cũng được ha. Cái này là làm cho mi vui thôi cả nhà ơi. À, tự nhà làm tự ăn luôn. Mi vui mà mấy gì mấy mẹ nó ăn không? Ờ mấy mẹ ăn không? Giờ mi nhiều mẹ lắm. Mình có 8 mẹ, có 2 bà. Ờ 8 mẹ. 8 mẹ với 43 luôn. 43 luôn chứ 23 gì nữa. Quá chừng luôn. Đã cọp rồi, cọp lại. À, bố ăn nè, thấy không? Bố ăn thôi, giỏi dữ rồi ta. Giỏi rồi. Ừ rồi, có cái này có tiến bộ nha. Để bắt ha. Bố bắt, tao giữ bự kìa. Bắt có cá thì tao có làm bể tao rồi đó. Vậy hả? Bự tao đang cắt cá, tao bự vậy đó. Cái giò là giò á. Cái giò ồ con bóng bự bóng nhỏ có đầy đủ luôn nha, đủ màu luôn nha. Mi bữa nay sinh nhật ai em Mi? Hả? Nó có biết đâu. Nó mà không biết. Dạ, đó. Nó nói không biết là sinh nhật với Mi kìa nghe chưa? Không biết không? Không biết hả? Mi hả? Em đi ô tạp. À Mi biết hả? Thôi sinh nhật với Mi, sinh nhật với Mi. Cô tạm treo này chứ. Tạm xấu đây. Ai đẹp trai? Ai xấu trai? Nè. Mi. Hôm nay là sinh nhật của ai hả? Mi à.
ôi, bữa nay mì có cái sân khấu bồng bóng đẹp quá luôn. Ai làm cho con hả? Mì đứng thay đi. Hai. Ê, cái gì vậy? Làm duyên coi. Nè mì. Cái gì vậy? Ôi, hôm nay là sinh nhật của mấy mì cả nhà ơi. Thì gia đình mình cũng chẳng có gì hơn. Ừ, chẳng có gì hơn. Làm một tiệc nho nhỏ. Bánh sinh nhật của anh Tý tặng nha. Nào, lớn nhanh anh tỷ đời không? Năm. Ôi ôi công chúa. Đi có bị dắt tay. Ôi ôi sao mà đẹp dữ vậy? Ai mua con hả? Ai mua? Ai mua đồ cho con? Chị Phúc với mẹ Chính mua đồ đẹp cho con hả? Con có cảm ơn mẹ Chính chưa? Mua đồ đẹp cho con. Không có chi. Wow, mấy mây đẹp quá. Bữa nay sinh nhật ai? Mấy mây à? Con cảm ơn. À, mẹ Chính, mẹ Năm, mẹ Tư. Nói gì đây vậy đó? Con nói đàng hoàng. Ừ, đúng rồi, làm tay vậy đó. Con cảm ơn chưa? Mẹ Tư. Mẹ Năm. Bây giờ đứng thẳng lên, đứng thẳng chính. Mẹ Chính. Ba Năm. Ba Chín. Ba Tám. Ủa còn mẹ Sáu nữa chứ, quên. Bà ngoại nó chi ở nhà tụi nó. Bà ngoại. Mày đứng thẳng lên. Làm sinh nhật cho con. Con cảm ơn cả nhà nhiều. Ai lớp vô bật bật đi. Ai lớp vô bật bật. Ờ. Yeah. Mấy bữa nay là dây chánh đó nghe. Chánh đi. Rồi. Ờ, tươi tươi như hoa coi. Mấy mấy mẹ. Cười. Đó. Chồng 20 năm sau gặp nhau không có gặp nhau. Cười lên. Cười lên. Giờ tôi thương. Mấy mẹ. Ba cười em phán. Con nói. Cười tóc ăn cười em phán hết được. Đây. Cười tóc. Đạt rồi, đạt rồi. Ủa, con mi mi cười tét á. Ổng cười mình chưa ai cười. Hay à. Ông mà học khi nào ông cười lắm nó còn không ấy. Hay à. 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 Cảm ơn ba đây. Cảm ơn mời cảm ơn. Hôn ba cái. Hôn ba cái con. Hôn ba cái. Hôn mẹ ba nữa. Hôn mẹ ba cái. Hôn. Con gấu hôn cái đi, con hôn cái đi. Ôi giời. Nó rực luôn á. Ôi giời. Được chưa? Rồi. Đẹp như mày. Đẹp. Wow, đó đây là cậu ba nha. Đâu chạy rồi chị gấp đây nè. Gia đình của mình nha. Vô. Vô chụp xong đi thay. Đây, ồ. Gia đình của mình ngăn mấy. Yeah. Ôi ôi. Yeah. Đó bắt ra. Đó có. Đây. Ừ. Đi đi đang, đi đang. Ôi giời, đeo vô cho con đi. Thấy mày vừa từ lột năm em đang chụp hình. Mua cộng dây chuyền không rung tay không biết đường gỡ nó luôn á. Có thấy đường nữa kêu em kêu mua con cộng. Ủa anh ba đâu rồi? Không gửi ra. Kêu anh ba đi, mai cho anh ba về đem đi. Vậy xong rồi hả? Ừ xong rồi á. Đây là không. Mẹ quay mặt lại. Mẹ Tư rung tay luôn, mua cộng dây chuyền rung tay gỡ không được luôn. Thôi rồi. Khóc buồn lên. Thôi rồi. Rồi, chị Năm cho chị ra đây. Chị Năm tặng cho con gì không ơi? Tụi không xuống được rồi. Chị không xuống. Trời ơi, chị Năm mua cho cái gì? Con có cảm ơn mẹ Tư, mẹ Năm chưa?
hung hung mẹ thương mày 5 cái. Rồi hai vậy hai vậy xuống. Ôi ôi trời ơi. Cá đậm. Mày chín đặng áo đầm. Đó, nó đầm nó tươi nè. Bánh kem nó một tí đặng giùm. Tính không? Trời ơi. Mày. Thôi ơi, giờ chín mẹ chín mua áo đầm đẹp quá luôn. Hôn mẹ tưng cái coi. Hôn mẹ chơi cái coi, hôn mẹ chơi cái. Rồi mẹ năm lại. Mẹ năm lại hôn cái nữa. Mẹ năm cái. Ôi dù quá. Chị vào đâu, chị vào cho quà đâu. Chị vào đâu. Chị vào. Happy birthday to you. Sao không ai hát cái kìa? Happy birthday to you. Rồi thổi đèn cây đi, thổi đi. Thổi, thổi, thổi. Thổi, có đèn cây đâu thổi. Có đèn cây đâu thổi. Đây, mẹ đưa cái mặt vô. Con cầm bánh kem ngựa. Cái đúng rồi, ăn đi. Nhanh đâu rồi, mê. Để lấy cái nước cho máu lên đây. Nhanh đâu rồi. Ồ, ngoại lì xì cho My rồi nha. Cảm ơn ngoại đi. Rồi, cảm ơn ngoại. Rồi, giỏi quá. Nhanh, nhanh dạ không cho chụp hình với con, chụp hình với em không? Đưa cho mẹ. Thôi thôi, đưa cho mẹ hả? Bữa nay My vô mánh rồi. Đâu, má kêu chị ba. Đâu, lại, dì Sáu lì xì cho con kìa. Dì Sáu lì xì cho My. Cảm ơn dì Sáu, mẹ Sáu đi. Hôn mẹ Sáu một cái. Ồ, bữa nay My trúng mánh luôn. Ôi ơi, My vừa có đồ đẹp, vừa có vàng, vừa có tiền, quá đã luôn My ơi. Hôm nay thì sinh nhật của My cả nhà ơi. Thì nhà mình chỉ có như đây cả chị em thôi. Không có mời người ngoài như người ngoài. Các tạm áp luôn. Mặt tạm ơi, chung chung cái gì cho đánh thắng không có tiêu rồi đó. Đâu có gì đâu. Đèn á, hay là bữa nay My trúng mánh nha. Bữa nay My trúng mánh. Rồi, con chào cả nhà đi. Với mấy cậu, với mấy dưỡng cưng muốn chết luôn à. Không có gì cậu vậy, toàn là ba mẹ không à. Giờ ba với mẹ. Mẹ để tôi khôn. Mẹ tư, mẹ năm. Sao? Mẹ sao? Mẹ bữa này quá trúng mánh luôn. Con bớt miếng cơm nữa. Rồi, ăn cơm với nắm này. Nãy mua bánh mì không ai bán hết trơn. Giờ gia đình mình ăn cơm cái nào. Mai không mà. Chị ăn cái gây chị nhanh. Ủa, ai mà đẹp gái ghê tặng. Ôi sao không, không cho con ăn hả? Con ăn cái nào? Để con ăn cái nào con? Con hỏi đây chỗ đâu mà để chén. Con ăn gì ăn cái giò, không kìa cái má. Dạ, ăn gì được đâu. Ăn giò, bỏ giò, thêm giò. Bà Sáu. Lì dị đâu châu. Dạ. Bà lì dị đâu đó. Ở trong cái học của má, trong cái học của má đó. Thì hôm nay gia đình mình cũng tổ chức sinh nhật cho My. Thì Hiền cũng cảm ơn anh chị mình nha, đã tổ chức cho mấy My này. Thì Hiền cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn, lúc nào cũng được ủng hộ Hiền. Hiền cũng rất là